Xin chào mọi người, thì rất vui được gặp lại mọi người ở những cái video của những ngày cuối cùng của năm 2020. Thì hôm nay đã là ngày 24 âm lịch rồi. Đó, thì hôm nay thì sẽ là một video thanh lý, phải nói là một video thanh lý cuối cùng của năm 2020. Đó, thì trước khi mà đi vào cái tất cả những cái sản phẩm thanh lý á, thì Huy sẽ thông báo luôn cho mọi người cái lịch nghỉ Tết và làm việc lại của bên công ty của Huy cho mọi người nắm bắt được ha. Thì hôm nay là ngày 24 Tết rồi, thì bên Huy sẽ hoạt động đến hết ngày 26 âm lịch, 26 tháng 12 âm lịch ha, và bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021, ngày âm lịch ha mọi người. Đó, này thì bên Huy sẽ nghỉ Tết khá là dài cho nên là mọi người nhớ xem video của Huy để nắm được cái lịch trình bên công ty Huy nghỉ và hoạt động lại nhé, để chúng ta sắp xếp được thời gian cân đối mua hàng. Đó, thì ok, để thanh lý bây giờ không biết là nên thanh lý cái gì trước đây. Hôm nay sẽ có loa này, vỏ thùng này, cục đẩy này, và có cả loa rời nữa. Thì chắc là để giới thiệu những cái sản phẩm to trước đi. Đó, thì đây là một cái mẫu vỏ phun đôi 40. Vỏ phun đôi 40, cái này là mẫu mới này mọi người. Rất là nhỏ, gọn và đẹp, lưới dày chắc chắn ha. Cái mẫu này thì như bên Huy đang bán mới là giá 3 triệu một cặp. Một cặp thùng như thế này là 3 triệu nhé. Có vỏ lưới chạm. Đó, thì cái này là bên Huy thanh lý chỉ có 500 ngàn trên một cái thôi. Đấy, một cặp là chỉ có 1 triệu thôi ha. Hình như là bên trong này, hình như là theo Huy thấy là, để xem nào, để xem có phân tần hay không mọi người nhé. Do là cái này Huy cũng không nhớ. Ok, giờ cái này không có phân tần ha mọi người. Đó là vỏ 500 ngàn một cái vỏ như thế này. Đó, một cặp là 1 triệu. Đó, đây là một cặp này mọi người. Rồi, bên này thì cũng là tiếp tục một mẫu vỏ nữa, vỏ 40, cũng là 40 đôi 2 bát 1 chép, nhỏ gọn luôn, nhưng mà cái lưới nó khác. Mọi người có thể thấy này, lưới này thì lỗ nhỏ hơn và lưới bên này lỗ to hơn. Một cặp là 1 triệu, bên này cũng vậy. Anh em mua lẻ thì cứ một cái là 500 ngàn như thế này ha. Đó, có 2 cặp. Rồi, tiếp theo đến đây là một cái vỏ súp này. Vỏ súp đơn 50, mặt thẳng nhá, mặt đánh thẳng ra trước. Con này hậu rất là sâu, hậu con này phải sâu đến 75, 75, 80 ấy. Đó, có lẻ 1 chiếc thôi, giá 500 ngàn ha mọi người. Đó, nói chung là vỏ thì toàn bộ là 500 ngàn một cái hết. Vỏ còn rất là đẹp, toàn bộ là ván ép, sơn chống trầy và chống thấm nước ha mọi người. Rồi, đây là một cặp súp đơn, cái này là cặp súp thành phẩm nha mọi người, có bát loa bên trong. Hàng này là bên Huy thu lại của anh khách. Đó, giá 3 triệu trên một cặp. Một cặp như thế này là 3 triệu nhá, bát từ 220 côm 100. Đó, 3 triệu một cặp này. Đó, rồi ok. Tiếp tục đến bên này. Trước khi mà giới thiệu về tất cả các dòng cục đẩy á, thì Huy sẽ giới thiệu tiếp về cái loa súp này. Thì đây cũng là một cặp súp súp đơn 50, cũng là bát từ 220 côm 100. Giá bên Huy thanh lý thì cái này là ghi 3 triệu 500 ngàn trên một cặp này. Nhưng mà thôi, Huy thanh lý cho mọi người giá 3 triệu thôi. Đó, cho nó mọi người dễ nhá, cuối năm rồi. Đó, 3 triệu một cặp luôn. Đó, ok ha. Súp đơn 50, 3 triệu một cặp. Rồi, và trước hết thì bên trong đây, đây là hai cục đẩy, hai kênh, hàng Việt Nam thôi ạ. Con này là GHS. GHS thì danh khách xài lâu, không biết sao là bay mất cái chữ GHS ở trên này rồi. Một con GHS và một con CA25 đây. Đó, hai con này bên Huy thanh lý cho mọi người là giá 2 triệu một con nhé. Đó, 2 triệu này, con trên 2 triệu, con dưới cũng 2 triệu luôn. Rồi, và bên này là một cái đặc biệt này. Cái này là những cái sản phẩm này như mọi người thấy là đã xuất hiện rất là lâu rồi. Thứ nhất là cục đẩy bên dưới 8550, 4 kênh. Con này 4 kênh luôn ha mọi người. Đánh phun đôi, phun đơn là rất là ok luôn. Giá thanh lý là 4 triệu. Chỉ có một cái thôi, cái này có một con này mọi người. Và bên trên đây là hai, tiếp tục là hai cục đẩy 4 kênh 1500. Thì con này là Huy thanh lý giá 4 triệu 500 ngàn trên một con. Có hai con như thế này á. Rồi, và trên cùng là con IT 9000, giá 5 triệu rưỡi. Con này thì size dày, mọi người có thể nhìn thấy là nó dày hơn 3 con bên dưới. Toàn bộ là 4 kênh hết, hoạt động tốt nhé. Rồi, ok. Bây giờ là đến
đến loa bát rời. Bát rời để xem Huy giới thiệu cái nào. Cái bát rời thì hôm nay đặc biệt, hôm nay chủ yếu là Huy thanh lý cái loa rời thôi, toàn bộ là có loa thái, bát thái và chép thái luôn ha mọi người, bát thái chép thái. Rồi, thứ nhất thì đây. Cái đôi bát này là đôi bát không biết là ở đâu ra, thanh lý của khách về hè sao. Bát này là bát từ 140 này. Bát sắt thôi. Một dòng bát hàng chợ thôi. Không biết là còn chạy được hay không. À, bên Huy cứ thu về hỗ trợ cho khách là tháo như vậy. Cái này anh em nào lấy thì Huy tặng cho mọi người nhé. Cặp này, cặp đây là loa 40 này. Đó, hai chiếc như này, Huy tặng cho mọi người nhé. Không biết là còn chạy hay không nữa. Đó, anh em nào thích thì lên công ty Huy lấy về nhé. Rồi, đây là một chiếc loa 30. Loa 30 đít trắng. Dòng này thì ngày xưa là bên Huy lắp array rất là nhiều. Lắp rất là nhiều luôn. Và hôm vừa rồi không biết là sao anh khách đổi có một cái thôi. Đổi một cái thành ra mình thu về một cái. Giá 200 ngàn một cái anh em nha. Đây là 200 ngàn này. Đó. Rồi. Tiếp tục đến loa. Bây giờ là đến cái phần loa thái này mọi người. Toàn bộ là loa thái hết nha. Thì đây là một cặp bát thái. À, đây mọi người có thể thấy này, mã số này. À, 15BM500B. Cái này là loa thái của Hoàng Gia nha mọi người. Thì cái mẫu này mọi người biết rồi, giá bán lẻ của hãng là 4,6 triệu đến 4,8 triệu một cặp mới. Đó. Đây, mặt trước đây. Đó, cái này là bên Huy thu lại của anh khách thôi nha, loa đã qua sử dụng. Còn khá đẹp. 2 triệu một cặp bát như thế này. Đây là hai chiếc này, 2 triệu một cặp. Đó. Rồi tiếp tục đến bên này. Bên này cũng là bát BM500B. Cũng của Hoàng Gia luôn. Nhưng mà cặp bên này thì nó mới hơn. Giá thanh lý là 2 triệu rưỡi nha mọi người. Có nghĩa là có hai cặp. Một cặp cũ hơn Huy thanh lý 2 triệu. Và một cặp mới hơn Huy thanh lý 2 triệu rưỡi. À, đó, hai cặp như vậy. Rồi tiếp tục đến chép. Đây là hai cặp chép thái đây ạ. Chép thái gì đây? BM D750. Đấy, Made in Thái Lan này. Cái này là hàng của Hoàng Gia nha mọi người. Đó. Nói chung là bên Huy thu lại của anh khách thôi. Đó, cái cặp này thì dán tem, dán anh dán cái giấy để bắt cái họng tùm lum đây. Rồi, chép thì như mọi người thấy 800 ngàn một cặp nhá. Một cặp này 800, cặp bên này cũng 800 luôn. Đó. Đây mọi người. Và đây là cái thùng giấy của cái bát này. Cái bát này có cái thùng giấy đây. Đây, để Huy lấy cái thùng giấy cho mọi người xem. Tại vì bát này Huy thu của anh khách về, chứ mình không trực tiếp mua. Đây. À, thùng giấy đây mọi người này, có tem Hoàng Gia ở trên này. Đó, tem 7 màu đây. Đó, mã COCQ đây. Đấy. Đây là thùng giấy của cái bát nhá. Đây là thùng giấy của chép này mọi người. Chép đây. Đó, thì anh khách anh ấy mua thế nào thì Huy thanh lý lại nguyên như vậy thôi. Đó, bát chép đầy đủ. Như vậy. Rồi, như vậy là tất cả các sản phẩm thanh lý ở cái video cuối cùng của năm 2020 đến đây là đã hết rồi. À, thì mọi người xem video của Huy, nếu mà thích sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho bên Huy theo một số điện thoại, đúng một số điện thoại duy nhất Huy để góc trái của video nha. À, góc trái chỉ có một số đó, tại vì thanh lý là bên Huy chỉ úp có một số thôi, thì để tránh tình trạng là bị chồng khách, nhiều khi là sản phẩm này gọi cho người này bán rồi mà gọi tiếp cho người kia đặt hàng nữa sẽ không có. Cho nên Huy chỉ đăng một số điện thoại thanh lý duy nhất thôi ha. Thì mọi người lưu ý liên hệ giúp Huy nha. Thì hôm nay là Huy nhắc lại là video hôm nay Huy đăng là ngày 24 âm lịch. Thì hôm nay cũng là ngày thứ 6 luôn rồi. Thì chắc là tất cả các sản phẩm này thì mọi người cố gắng chốt trong chiều hôm nay giúp Huy. Tại vì qua ngày mai thứ 7 và chủ nhật thì sẽ anh em ở xa sẽ không có chuyển khoản, không mua được nữa. Thì anh em lưu ý giúp Huy nha. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin chúc mọi người có một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Nói chung là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất thì chúng ta cố gắng sẽ có thật nhiều nha. Rồi thì Huy xin nhắc lại cái lịch nghỉ Tết của bên Huy đó là hết ngày 26 âm lịch. Hết ngày 26 âm lịch thì bên Huy sẽ bắt đầu nghỉ Tết cho đến ngày 10 âm lịch là bên Huy sẽ mở cửa khai trương trở lại.
Đó, và ngày 10 khai trương trở lại thì bên Huy sẽ có một số cái ưu đãi cho anh em nhé. Mọi người cùng chú ý đón xem giúp Huy nhé. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ công ty Huy trong suốt những năm 2020 và những năm trước đó. Và năm 2020 thì phải nói là một năm rất là khó khăn về cái tình hình dịch bệnh, mà bên Huy vẫn nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.